Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chỉnh ảnh trong app Pixalope nhé. Thì đầu tiên mọi người tải một bức ảnh có sẵn ở trong máy lên dùng em ạ. Thì đầu tiên ở cái tờ này là chỉnh sóng biển nhá. Nếu mà mình ở biển ý, thì mình sẽ sử dụng cái này ạ. Thì app Pixalope thì sẽ giúp ta biến từ một cái bức ảnh bình thường mà thành một cái video có hình đồng ở sky ạ. Sky là chỉnh trời nhá. Như ở đây là em có khoảng trời ở trên này, thì em sẽ chỉnh ảnh chỉnh trời vào ạ. Đây, nó sẽ chuyển động như thế này ạ. Thì mọi người sẽ chọn một bức ảnh trời hợp với ảnh mình nhất. Thì em sẽ chọn trời này chẳng hạn ạ. Rồi, sau khi đã chọn trời xong thì em sẽ sang cái tiếp theo ạ. Sang cái này nhá. Effect. Chỉnh kiểu lung linh một tí. Rồi, khi đã chỉnh xong cái này thì em sẽ sang cái tiếp theo. Sang cái ở bên này sẽ chỉnh các hiệu ứng bye 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 bye. Đây chỉnh các hiệu ứng sao cho nó đẹp được. Mọi người thích cái nào thì sử dụng nhá, thì em sẽ chọn tạo một cái á. Đây. Người Rồi. Sau khi chọn xong cái này thì mọi người sang cái tiếp theo ạ, cái này. Là các hiệu ứng mình sẽ bỏ trong máy. Ví dụ như cái này chẳng hạn, thì mình chỉnh to lên, mình để bên dưới. Đó. Rồi. Tương tự mấy cái khác cũng thế. Rồi, bây giờ em sẽ sang cái 3D Million này. Thì sẽ có kiểu như thế này ạ. Cái này em không sử dụng đâu. Rồi, mọi người lưu ảnh về ạ. Là xong mọi người nhé. Nó xong ạ. Bây giờ mình xem lại thành quả của mình ạ. Đây.